Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Kính thưa ông bà anh chị em, là chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm mà tất cả mọi người đều rất là hoang mang, sợ hãi. Tuy nhiên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta khác ở người đời, đó là chúng ta có sự bình an. Và Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh, đó là ta nói trước cho các con mọi việc, để khi việc nó xảy đến thì các con không bối rối. Khi chúng ta biết trước được những gì sẽ xảy đến thì chúng ta chuẩn bị tinh thần mà không bối rối. Chúa cho phép mọi sự xảy đến và Chúa báo trước điều đó cho chúng ta. Cho nên cơ đốc nhân của chúng ta luôn luôn có sự bình an trong đời sống, trong tất cả các hoàn cảnh. Amen và anh chị em. Trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta luôn có sự bình an. Trong gian luận 14 câu số 27, Chúa Giêsu nói ta ban cho con sự bình an. Sự bình an ta cho không giống như thế gian. Lòng con chớ bối rối và đừng sợ. Chúa Giêsu biết rằng là con người của chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái sự bối rối trong đời sống. Khi bệnh dịch đến, khi mất mát đến, khi mất đi những cái gì nó an ninh cho đời sống thì chúng ta sẽ bối rối. Nhưng mà Chúa Giêsu nói ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta không để cho các con mồ côi. Chúa để lại sự bình an, và sự bình an đó ở bên trong tấm lòng của chúng ta. Trong tất cả mọi hoàn cảnh, chúng ta nói như là vua David nói rằng dầu tôi đi trong chúng bóng chết tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. Đó. Dù tôi đi trong chúng bóng chết tôi cũng không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Đó, sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta là rất lớn. Mà cái sự bình an đấy nó chiếm ngự vào trong cái tâm trí, vào trong cái tâm hồn và cả thân thể của chúng ta nữa. Nên cơ đốc nhân của chúng ta trong tất cả mọi hoàn cảnh, chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vui vẻ sống, bình an sống ở trong ân điển của Ngài. Rồi, lý do thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với ông bà chị em tại sao Chúa cho phép Covid phải đến, đó là để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài đã cảnh báo về sự trở lại của Chúa Giêsu. Và đó cũng là một hồi cảnh tỉnh cho những người đi theo Chúa và cả thế giới này. Trong Luca đoạn 21 câu 9 đến câu số 11, chúng ta xem câu Kinh Thánh này. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc thì đừng kinh khiếp. Chúng ta sẽ thấy nhé, Chúa Giêsu khi nói về những cái biến loạn thì đồng thời Ngài cũng nhắc các môn đồ đừng kinh khiếp. Thường thường trước những cái biến loạn thì chúng ta sẽ hoảng sợ và kinh khiếp, vì lúc đấy cuộc sống chúng ta sẽ rơi vào sự bấp bênh, không có chắc chắn, không có gì đảm bảo hết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là trong khi con cái Chúa phải đối mặt với sự biến loạn giống như thế gian thì đừng để cho lòng của mình bối rối và sợ hãi. Vì Chúa nói rằng ta không hề lìa và không hề bỏ con. Ta không để cho con mồ côi. Vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Ngài bèn phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có động đất lớn, có đói kém dịch lệ trong nhiều nơi, có những điểm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Chúa Giêsu báo trước về những cái dấu hiệu về ngày mà Ngài sẽ tái lâm. Những cái dấu hiệu đó vô cùng là kinh khủng. Nếu như không biết trước, nếu không có Chúa Giêsu, chắc chắn con người của chúng ta sẽ bối rối và sợ hãi. Nhưng mà Ngài đảm bảo Ngài ở cùng chúng ta, cho nên trong mỗi một biến loạn đó Chúa luôn luôn nhắc các môn đồ, và đương nhiên nhắc các môn đồ ở thời đại chúng ta nữa, đó là đừng bối rối và đừng sợ hãi.
Chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ mà những câu kinh thánh này đang trở nên rất là thực hữu. Khi mà chiến tranh đói kém xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta qua thời kỳ chiến tranh thế nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, rồi những cái chiến tranh nhỏ vẫn đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, rồi đói kém vẫn đang xảy ra liên miên, và khi Covid xảy đến thì cái tình trạng đói kém này nó còn diễn ra trong phạm vi toàn cầu nữa. Đặc biệt là những cái nước nghèo thì phải đối mặt với cái sự đói kém rất là lớn. Và điều đó cũng xảy đến để cho chúng ta biết rằng là ngày Chúa Giêsu trở lại rất gần rồi. Và lời của Ngài tiên đoán phải được ứng nghiệm. Nếu những gì chúng ta đọc ở trong câu Kinh Thánh vừa rồi mà chúng ta mới thấy được ứng nghiệm một phần, thì hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhận những cái phần còn lại của Kinh Thánh. Nếu như chúng ta đang trải nghiệm một cái bệnh dịch Covid rất lớn lao trên phạm vi toàn cầu, chưa bao giờ ở trên thế giới mà trong phạm vi toàn cầu mà tất cả các hội thánh không nhóm lại được. Trong lịch sử đã từng có cái cơn bệnh dịch rất lớn, nhưng mà nó chỉ trong phạm vi khu vực, trong phạm vi châu lục thôi, nó chưa có đến phạm vi toàn cầu. Nhưng mà đây lần này á, nó đến trong phạm vi toàn cầu mà khiến cho hội thánh ở toàn cầu không nhóm lại được về mặt vật lý, tức là ngồi trực tiếp ở trong nhà thờ. Và chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơn bệnh dịch khác sẽ tới còn lớn lao hơn cơn bệnh dịch này nữa, kinh khủng hơn cơn bệnh dịch này nữa. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng sẽ có chiến tranh, và tin đồn về chiến tranh, nơi nào người ta nói bình hòa và an ổn thì tai nạn hình lình vụt đến. Nên không một nơi nào trên thế giới này hoàn toàn đảm bảo chúng ta sự bình an trọn vẹn. Nên sự bình an trọn vẹn nó không nằm ở những cái gì bên ngoài, nhưng mà nó nằm ở đấng đang ở bên trong mỗi một chúng ta. Những người có Chúa thì luôn luôn được vững vàng trong mọi giông tố của cuộc sống. Điều quan trọng là đức tin của chúng ta nơi Chúa đấng đang hiện diện bên trong lòng của chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta biết chắc rằng đấng đang ở trong chúng ta là lớn nào, thì dù cho giông tố ở bên ngoài, dù những cái biến động bên ngoài nó có lớn nào thế nào, thì lòng của chúng ta vẫn luôn bình an ở trong Chúa. Cho đức tin của chúng ta được xây dựng ở trong lời của Chúa và trong sự hiện diện của Chúa, chứ không phải dựa trên hoàn cảnh của mỗi chúng ta. Điều thứ hai, Chúa cho phép đại dịch xảy đến ấy, đây là một cái hình thức đoán phạt cho tội lỗi của cả thế gian này. Trong Phục Truyền đoạn 28 câu 15, ta cùng xem lời Chúa. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nay là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hạ ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Phần đầu của đoạn 28 trong sách Cục Truyền ấy, thì Chúa có nói về phước hạnh nếu mà dân sự của Chúa làm theo. Nhưng mà phần sau của cái đoạn 28 thì nói về những cái sự rủa xả, và những sự rủa xả này rất lớn. Và cái điều đấy chúng ta, nếu như mà dân sự của Chúa làm theo lời của Chúa thì họ sẽ được phước. Ngược lại, khi mà họ chống lại cái lời của Chúa thì sự rủa xả sẽ kèm theo. Và chúng ta biết rằng là thế giới này đang ảnh hưởng rất lớn ở trên hội thánh. Không phải hội thánh đang ảnh hưởng ở trên thế giới. Tôi đang nói là hội thánh trên phạm vi toàn cầu, chứ không phải là chỉ một hội thánh nhất định. Hội thánh ở trong phạm vi toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi thế gian, hay nói cách khác là đang bị thế tục hóa. Thế tục hóa là gì? Khi cơ đốc nhân ở trong hội thánh họ không sống theo tiêu chuẩn lời Chúa nữa. Tôi có gặp một mục sư người Nam Phi, ông nói chuyện với tôi rằng là trước kia ở đất nước Nam Phi ấy, vào ngày Chủ nhật ấy, tất cả các cửa hàng đều đóng hết, không một cửa hàng nào mở,
vì họ cho rằng đó là ngày của Chúa, ngày thờ phượng Chúa và ngày nghỉ ngơi. Nhưng đến bây giờ, bạn đi bất cứ nơi nào, người ta đều thấy cửa hàng mở hết. Tinh thần của thế gian đang xâm chiếm vào trong hội thánh. Ngay cả những con em lớn lên ở trong môi trường hội thánh cũng ảnh hưởng của tư tưởng thế gian, cũng đi xăm trổ, mặc dù lúc bé đã được dạy không được xăm trổ. Rồi rất nhiều hội thánh ở trên thế giới này, người ta đồng ý cho việc tổ chức kết hôn cho những cặp đồng tính. Và đó là những cái hội thánh rất truyền thống. Cái tinh thần thế tục hóa đang bước vào ở trong hội thánh của Chúa. Cho nên sự đoán phạt của Ngài đang xảy đến trên cả phạm vi hội thánh lẫn phạm vi thế gian này. Quý vị biết hàng ngày có bao nhiêu người, bao nhiêu thai nhi đã bị chết không? Có bao nhiêu người đã đi nạo phá thai? Bao nhiêu đứa trẻ vô tội phải chết? Và các trang mạng xã hội được thiết lập ra thì đi thâm nhập vào trong các trang mạng đó thì có đầy đủ tất cả các loại nhóm. Nhóm của những người tìm chồng, nhóm của những người tìm vợ, nhóm của những người thích cặp bồ, nhóm của đủ các loại nhóm khác nhau ở trên mạng đều có hết. Tội lỗi đang xâm chiếm và kiểm soát thế giới cũng như hội thánh của Chúa. Cho nên đây là một hình phạt của Chúa cho thế giới và cho hội thánh của Ngài. Ê-sai đoạn 5 câu số 25. Nhân đó cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bừng lên một cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó, núi non đều rúng động. Cho nên đây là cái roi đòn của Chúa để đánh phạt dân sự, đồng thời đánh phạt thế giới và các nước. Chúng ta phải tỉnh thức và nhận biết rằng là cái roi của Chúa đã đến rồi. Và khi roi của Chúa đã quất, mục đích của Ngài quất không phải để Ngài hủy diệt, nhưng mục đích Ngài quất để đem lại sự thức tỉnh. Và nếu như dân sự của Chúa và các nước không thức tỉnh, ăn năn quay trở lại, sửa lại đường mình cho ngay thẳng, thì Chúa sẽ quất cái roi khác, và cái roi khác sẽ nặng hơn cái roi này. Và điều đó là chắc chắn. Theo trang thống kê trực tuyến của Worldometer Info thì đến sáng ngày 30 tháng 7 năm 2021 thì thế giới đã ghi nhận có tổng cộng là 197 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 4 triệu ca đã tử vong. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là tâm dịch của COVID-19 của thế giới khi chứng kiến gần 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Và con số đó có thể tăng. Ngay cả Việt Nam của chúng ta tưởng chừng như đã kiểm soát được, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn rơi vào trong trạng thái không kiểm soát được cho đến tận thời điểm này. Và đây là thời điểm để mỗi một Cơ Đốc nhân chúng ta cần phải để thời gian để tra xét lại tấm lòng của chúng ta, vì cái đòn roi này là đòn roi của sự thức tỉnh để chỉnh sửa lại tất cả những cái gì không ngay thẳng theo lời của Chúa, và chúng ta bước đi trong con đường đứng đắn của Đức Chúa Trời. Và tất cả các nước, Chúa hạ các nước xuống để cho họ thấy một điều rằng dù cho các nước có lớn mạnh như thế nào chăng nữa thì không thể nào chống lại trời được. Và Chúa sẽ đánh gục những kẻ kiêu ngạo, hạ kẻ kiêu ngạo xuống để cho họ thấy rằng họ chỉ là con người mà thôi. Chúng ta thấy những nước phương Tây là những nước mà tiên tiến về khoa học. Nhưng mà chúng ta thấy không ạ, khi mà bệnh dịch xảy đến thì những nước phương Tây là những nước đã bị nhiều hơn
như nước khác vào cái giai đoạn năm ngoái. Và đến tận thời điểm này thì Mỹ vẫn là cái nước mà bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Cho nên là Chúa sẽ đánh gục những cái dân tộc nào kiêu ngạo, tự tin vào bản thân, tự tin vào khoa học, tự tin vào sức của mình. Thế thầy nói là không chi bằng nhờ sức của Chúa. Cho nên cũng, đây cũng là thời điểm chúng ta cần hạ mình xuống trước mặt Chúa trong phạm vi cá nhân, trong phạm vi hội thánh, trong phạm vi của đất nước, để hạ mình và tìm cầu Đức Giê-hô-va và xin sự thương xót của Ngài. Điểm thứ ba, Chúa cho phép Covid xảy đến để thanh lọc hội thánh và thử luyện cả thế giới, để những gì không rúng động sẽ còn lại. Hebrew đoạn 12 câu số 27, chúng ta cùng xem câu kinh thánh này. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động sẽ được còn lại. Chúa đang rung lắc cả thế giới này, cũng như là tất cả các hội thánh. Đây là thời điểm của sự luyện lọc. Ngài đang thanh lọc hội thánh của Chúa, để những gì mà còn lại, còn đọng lại là những cái mà thực sự là vững vàng trước mặt Chúa. Và cái cơn thanh lọc này nó còn tiếp tục xảy ra hơn nữa. Và chúng ta nhớ một điều rằng là trong suốt lịch sử của hội thánh thì Chúa luôn luôn dùng những khó khăn để thanh lọc hội thánh. Trong thời kỳ đầu tiên, ba thế kỷ đầu tiên thì Chúa dùng những cái bắt bớ khó khăn để thanh lọc hội thánh. Chúa cứu rồi sau đó Chúa lại thanh lọc. Và cái sự thanh lọc nó xảy ra liên tục ở tất cả các giai đoạn khác nhau. Tất cả các vàng thật thì đều phải trải qua lửa hết thì mới biết được đâu là vàng thật. Cho nên những cái sự khó khăn, những cái sự thách thức, những sự bắt bớ, những cái hoạn nạn xảy đến, đấy là những cái dụng cụ mà Chúa sử dụng để thanh lọc hội thánh của Ngài. Để sau khi cái cơn khó khăn này đã qua đi ấy, thì Chúa sẽ ban thưởng cho những người trung tín. Và anh chị em sẽ thấy rất nhiều sự đối lập đang diễn ra ở tại thời điểm này và sau thời điểm này. Những sự đối lập đấy là gì? Sự đối lập giữa những người tin kính thật và những người đạo đức giả. Sự đối lập giữa những người mà yêu Chúa thật và những người chỉ ham mê những cái quyền lực ở trong hội thánh. Sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng sẽ xảy ra rất rõ ràng và tất cả mọi người sẽ nhìn thấy trong cái thời điểm này và sau cái thời điểm này. Nên Chúa cho phép cái bệnh dịch xảy đến để luyện lọc hội thánh của Ngài và luyện lọc cả thế giới này. Để những gì không hề bị rung động thì sẽ còn lại. Nên nếu mà chúng ta muốn được trải qua cái cuộc thanh lọc này thì chúng ta cần phải thay đổi rất nhiều về đạo đức của mỗi một chúng ta, thay đổi rất nhiều về lối sống và thói quen sống của chúng ta. Và chúng ta muốn trải qua được cơn thanh lọc này thì chúng ta cần phải bám chặt vào Chúa, giữ vững đức tin vào nơi Ngài thì chúng ta mới có thể đứng vững được. Vì sẽ có một cơn thanh lọc lớn lao vô cùng sẽ xảy đến trên phạm vi toàn cầu, đó là khi Chúa cho phép Antichrist là kẻ chống Chúa hiện đến. Và khi Antichrist hiện đến thì cơn thanh lọc đó là cơn thanh lọc có lẽ là kinh khủng nhất trong lịch sử của hội thánh. Và đây mới là khởi đầu của sự thanh lọc đó thôi. Điểm thứ tư, Chúa cho phép Covid xảy đến đó là để ngăn trở Antichrist, hầu cho nó chỉ hiện đến đúng kỳ của nó. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 thì Giáo hoàng Francis mời đại diện các quốc gia để họp về một giáo trình toàn cầu và áp dụng cho mọi quốc gia. Và ông cũng là người đẩy mạnh vấn đề chính phủ toàn cầu. Và chúng ta biết rằng Covid đã xảy đến vào đầu năm 2020.
Và cái kế hoạch đó nó được lên trước, và ông lên kế hoạch là ngày 14 tháng 5 đã có một cái chương trình để thúc đẩy cái sự hiện đến của Antichrist. Và cuối cùng thì Chúa cho phép Covid xảy đến. Và gần như là tất cả các quốc gia đều tập trung vào việc xử lý Covid, chứ người ta không tập trung nhiều vào những cái vấn đề quá lớn nào như thế này. Và đó cũng là cách của Chúa. Có lẽ là chúng ta nghĩ rằng cái điều này nó quá là vĩ mô, mình cũng đâu cần quan tâm tới. Thưa mà anh chị em, nó không phải là vĩ mô quá đến nỗi mà chúng ta không cần quan tâm tới đâu. Vì cái vĩ mô nó sẽ ảnh hưởng tới cái vi mô. Những cái gì nó diễn ra trong phạm vi lớn nó sẽ kiểm soát những cái phạm vi nhỏ. Phạm vi nhỏ là từng hội thánh và từng cá nhân trong hội thánh. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 câu 3 câu số 6. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch. Trong tiếng Anh gọi là Antichrist. Tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó hay sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ của nó thôi. Chúng ta thấy không ạ? Antichrist nó muốn xuất hiện trước thời kỳ mà Chúa cho phép. Vì dù muốn hay không muốn, chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Kinh Thánh nó tiên đoán điều đó, tức là điều đấy không thể thay đổi. Nhưng mà Chúa chỉ định cho nó đến vào thời điểm mà Chúa cho phép thôi. Nhưng mà nó thì muốn hiện đến sớm hơn để nó kiểm soát thế giới và kiểm soát cơ đốc nhân. Kinh Thánh nói rằng là ma quỷ biết thời gian của nó không còn được bao nhiêu cho giận hoàn đến cùng các người. Cho quyền lực của sự tăm tối và những người đi theo đó, những người thờ lạy Satan đang đẩy mạnh cái sự hiện đến của Antichrist để nó được phép đến sớm hơn. Và chúng ta biết rằng là khi nó tìm cách để đến trước thời điểm của Chúa thì Chúa sẽ ngăn cản cái sự hiện đến của nó. Và Covid-19 là một trong những cách mà Chúa dùng để cản trở sự hiện đến của Antichrist, để nó chỉ hiện đến đúng thời điểm của nó thôi. Vì khi Antichrist xảy đến á, nó là thời kỳ vô cùng khủng, chúng ta không thể tưởng tượng nổi được không? Và nếu như nó hiện đến trong thời điểm này thì hội thánh của Chúa chưa sẵn sàng. Mới chỉ một chút rung lắc thôi mà cơ đốc nhân đã rúng động rồi. Chúa mới chỉ thử thách một chút thôi thì cơ đốc nhân đã rúng động và nhiều người sa ngã rồi. Huống chi sự hiện đến của Antichrist thì rất nhiều người sẽ bỏ đạo, giống như Kinh Thánh nói. Và những người không bỏ đạo thì sẽ bước vào trong cái tình trạng là thỏa hiệp với nó, tức là sống nửa đời nửa đạo. Nửa đời nửa đạo đấy không phải chỉ là sống một tội lỗi mà thỏa hiệp với quyền lực của Antichrist và nhận dấu của con thú. Và điều thứ năm Chúa cho phép điều này xảy đến, đó là để kéo những con chiên lạc quay trở về và kết nối các con cái Chúa ở trong phạm vi toàn cầu. Đây là thời điểm tiếng nói của Chúa đang vang vọng rất là rõ đối với tất cả những người đã rời xa Chúa, hãy quay trở lại. Chúa cho những người rời xa Chúa thêm một cơ hội. Và đây là cơ hội tốt để những người rời xa Chúa ăn năn tội lỗi và quay trở lại. Nếu như cứ tiếp tục kỳ mài trong tội lỗi và đi sai đường của Chúa thì sự hình phạt về sau sẽ rất lớn. Và đây là một cái cơ hội và một cánh cửa ân điển nữa để dành cho những người đang sa ngã và từ chối đức tin, những người đang sống trong tội lỗi hoặc là những người đang chối bỏ Chúa Jesus Christ. Và khi ma quỷ nó hành động qua cái bệnh dịch này, nó tưởng chừng như nó đã thành công để kiểm soát được hội thánh, khiến cho mọi người không còn thờ phượng Chúa Jesus Christ. Nhưng mà chúng ta không
biết một điều, nó cũng biết một điều rằng là Chúa lại cho phép điều này xảy đến và kết nối hội thánh ở trong phạm vi toàn cầu. Và chưa bao giờ ở trong lịch sử hội thánh mà các hội thánh ở khắp nơi trên thế giới lại kết nối với nhau chặt chẽ và mạnh mẽ hơn là thời điểm hiện tại bây giờ. Cho kẻ thù tưởng thắng nhưng mà nó là thù. Như vậy làm thế nào để chúng ta được bảo vệ trong cơn bệnh dịch này? Thứ nhất, chúng ta có thể được tự bảo vệ bằng những cái phương pháp tự nhiên mà nhà nước của chúng ta cũng đã đưa ra biện pháp 5K mà bạn. Bây giờ chúng ta xem trong sách Lê Vi Ký đoạn 13 câu số 2 đến câu số 5. Khi một người nào da mình nổi sưng, mụn lở hoặc một đốm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vết phung, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ Aaron hay là đến một trong các con trai của người là thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám vết ở trên da thân người. Nếu lông vết đó đã trở thành trắng và nếu hùng xuống sâu hơn da thân mình, đấy là một vết phung, thầy tế lễ khám rồi sẽ định người này là ô uế. Còn nếu có một đốm trắng trên da thân người, đốm không lõm xuống sâu hơn da và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó ở trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ khám người, nếu vết đó ngưng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người đó lần thứ nhì 7 ngày nữa. Và từ trong Cựu Ước thì Kinh Thánh cũng đã dạy chúng ta những cái phương pháp tự nhiên. Và chúng ta nhớ trong thời kỳ Cựu Ước ấy, thì không bằng thời kỳ Tân Ước. Vậy là thời kỳ Cựu Ước không bằng thời kỳ Tân Ước ở cái gì? Thứ nhất, những người sống trong thời kỳ Cựu Ước không có Đức Thánh Linh. Chỉ những người sống trong thời kỳ Tân Ước mới có Đức Thánh Linh sống ở trong mỗi của chúng ta. Thứ nhì, đó là những người trong thời kỳ Cựu Ước không có huyết của Chúa Giêsu, còn chúng ta thì có huyết của Chúa Giêsu ở trong mỗi chúng ta. Cái bánh mà chúng ta ăn, cái nước nho mà chúng ta uống ấy, đó là hiện thân hay đó là cái hình ảnh để cho chúng ta biết rằng là chúng ta có mối liên hệ với huyết và thân thể của Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus nói là ai không ăn thịt ta thì chẳng có phần chi với ta, ai không uống huyết ta thì chẳng có phần chi với ta hết. Nên khi chúng ta dự tiệc thánh, đấy là lúc mà chúng ta trong đức tin và trong ý nghĩa thuộc linh, thì đó là chúng ta liên thông với thân thể và huyết của Chúa Jesus Christ. Và những người sống trong thời kỳ Cựu Ước thì không có được cái phần đó. Nên chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp tự nhiên mà Chúa dạy chúng ta từ ở trong Cựu Ước để bảo vệ bản thân của mình. Trong Ê-sai đoạn 26 câu số 20, hỡi dân ta hãy đến vào buồng và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Cho nên đây là thời điểm mà cơn giận của Chúa đang đến trên phạm vi toàn thế giới. Và lời Chúa cũng dặn chúng ta trong cái phương pháp tự nhiên, đó là hãy tự bảo vệ mình. Có một biện pháp nữa, đó là biện pháp siêu nhiên mà tôi sẽ chia sẻ trong bài chị em ở đây trong lời Chúa, trong sách Thi Thiên 91, chiếu dùng tôi Thi Thiên 91. Chiếu Thi Thiên 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi đứng đáo tôi và là đồn lũy tôi. Ngài cũng là Đức Chúa Trời tôi và tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi cái gì? Dịch lệ độc hại. Tình hình bệnh dịch ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng tới cả những con cái Chúa. Và khi chúng ta nghe những tin tức đấy hoài rồi đấy, thì rất dễ chúng ta đánh mất đi một cái niềm tin vào Kinh Thánh. Nếu như không một người theo Chúa nào mà bị bệnh dịch thì chúng ta tin vào Kinh Thánh rất là dễ. Nhưng mà
hàng ngày chúng ta vẫn nghe rằng là con cái Chúa ở chỗ này chỗ kia bị bệnh dịch, rất dễ chúng ta đánh mất niềm tin vào Kinh Thánh. Và tôi xin nhấn mạnh với ông bà anh chị em rằng sự thật không phải là chân lý, mà lời Chúa mới là chân lý. Nếu như lời Chúa nói rằng là chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi dịch lệ độc hại, mà chúng ta tin rằng mình có thể bị ảnh hưởng, không phải thông thường bị ảnh hưởng thì nó từ trung quá, bị nhiễm, thì tôi nghĩ rằng chúng ta hơi đối lập với niềm tin của Kinh Thánh. Nhưng mà để được bảo vệ thì cái câu đầu tiên là câu mấu chốt và là câu quan trọng nhất, đó là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì mới được sự bảo vệ. Xin chú ý dùm này, không phải những người nào có cuốn Kinh Thánh sẽ được bảo vệ, không phải những người nào ở trong nhà thờ hay ở nhà riêng sẽ được bảo vệ, mà người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được sự bảo vệ. Đâu là nơi kín đáo của Đấng Chí Cao? Chúng ta sẽ xem lời Chúa. Thứ nhất về dân Israel, quay trở lại PowerPoint. Trong sách Xuất Hành đoạn 8, chúng ta cùng xem câu 22-23. Những ngày đó ta sẽ phân biệt xứ Gosen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, không cho người biết rằng ta Giê-hô-va có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân người, đến mai dấu lạ này tất sẽ có. Như vậy Chúa nói là Chúa phân biệt, phải không ạ? Chúa phân biệt giữa dân Israel và dân Ai Cập. Chúa phân biệt bằng cách nào? Chúa phân biệt bằng cách là Ngài giáng họa xuống xứ sở Ai Cập, nhưng mà nơi dân Israel sinh sống thì lại được bảo vệ. Bóng tối tăm vây phủ cả đất nước Ai Cập, nhưng mà vùng Gosen nơi mà người Israel sinh sống thì lại có ánh sáng. Ếch nhái tràn lan khắp nơi ở trên đất nước Israel, Ai Cập, nhưng mà vùng sinh sống của Israel thì sao? Thì không có một con ếch nhái nào hết. Ruồi mòng bay khắp nơi ở trên đất nước Ai Cập, nhưng mà nơi Gosen là nơi mà người Israel sinh sống thì sao? Không có một con ruồi nào. Gẻ lở rồi mút khắp nơi, nhưng mà riêng người Israel thì sẽ được bảo vệ. Đó là sự phân biệt anh chị em. Như vậy người Israel tại sao họ được? Bởi vì họ ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Vậy nơi kín đáo của Đấng Chí Cao không phải là một chỗ cụ thể, nhưng mà nơi có sự hiện diện của Chúa. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, đó là nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Vì ở tại Gosen lúc đấy có sự hiện diện của Đức Giê-hô-va vây phủ nơi họ sinh sống, cho nơi đó là nơi có sự bảo vệ từ Chúa. Nhưng mà khi dân Israel không còn ở tại Gosen nữa, họ rời khỏi Gosen để đi vào vùng Biển Đỏ và tiến vào vùng sa mạc, thì cái sự hiện diện của Chúa đi theo, thì nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ đi cùng với họ. Cho nên Gosen lúc sau lúc thời kỳ đấy ấy, thì Gosen không còn là nơi kín đáo của Đấng Chí Cao nữa. Cho nên nơi kín đáo của Chí Cao, của Đấng Chí Cao không được định nghĩa ở một nơi cụ thể, mà nơi đó có thể là bất cứ chỗ nào có sự hiện diện của Chúa. Xuất Hành đoạn 13 câu 21 đến câu 22 chúng ta xem Kinh Thánh. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự ban ngày ở trong để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy.
ban ngày cần trụ mây để che nắng, ban đêm cần trụ lửa để sưởi ấm và bảo vệ khỏi thú dữ. Và họ đang ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao. Trụ mây đi đến nơi nào thì họ đi, trụ mây dừng thì họ dừng, trụ lửa dừng thì họ dừng, và trụ lửa cất đi thì họ đi. Và những người nào mà bước ra khỏi cái tầm bao phủ của trụ mây trụ lửa thì đều gặp nguy hiểm hết. Ai ở trong tầm bao phủ của trụ mây trụ lửa thì được an toàn. Vậy trụ mây trụ lửa đó là sự hiện diện của Chúa. Và Kinh Thánh nói là Đức Giê-hô-va phán với dân sự từ giữa trụ mây và trụ lửa. Cho người nào ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao, đó là ở trong sự hiện diện của Ngài. Và chỉ trong sự hiện diện của Ngài mới có sự bảo vệ an toàn. Không phải những người có Kinh Thánh, thuộc Kinh Thánh, mà là những người ở trong sự hiện diện của Chúa. Xuất hành đoạn 14 chúng ta xem. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel, lộn lại đi sau. Còn trụ mây vốn đi trước trại quân ở lại về sau. Trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Egypto và trại dân Israel. Khi Pharaoh và quân lính của ông đuổi theo dân Israel thì Kinh Thánh nói rằng trụ mây đang từ trên chạy xuống dưới, thiên sứ đang ở trên chạy xuống dưới để ngăn cách giữa hai người. Họ rất sát nhau nhưng mà bên phía đuổi theo không đuổi được người Israel. Không phải bởi vì quá xa, mà thực tế là rất gần nhưng mà không động được bởi vì ngăn cách bởi trụ mây và thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Đây không phải là một truyền thuyết. Những câu chuyện của Kinh Thánh không phải là một huyền thoại. Những câu chuyện của Kinh Thánh là sự thật lịch sử ghi lại để cho chúng ta biết một điều rằng Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong quá khứ thì Ngài vẫn làm điều đó ngày hôm nay. Và nếu mà chúng ta muốn kinh nghiệm được sự bảo vệ từ nơi Ngài, chúng ta phải ở nơi kín đáo của đấng chí cao. Và nơi kín đáo chúng ta, tôi nói lại là đó là chỗ mà có sự hiện diện của Chúa. Cách đây 1 tháng tôi có một giấc mơ và tôi nhớ như in những hình ảnh của giấc mơ đó. Tôi đang ở một cái nơi và tự nhiên thấy một loạt các cánh tay của ma quỷ nó giơ, nó tứ phi đất, nó kéo tôi. Và trong tích tắc, trong nháy mắt thì tôi thấy một cái sự vây phủ giống như cái đèn của chúng ta vừa bật lên có ánh sáng, nó vây phủ cả người tôi và tất cả cánh tay nó tuột ra hết. Và bắt đầu tôi suy nghĩ về nơi kín đáo của đấng chí cao. Và ngay ở trong cái giấc mơ đó, Chúa đã phán với tôi trong Thi Thiên 91 câu số 1, đó là người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Và tôi hiểu ra một điều rằng là nơi kín đáo của đấng chí cao không phải là nhà thờ, và nơi kín đáo của đấng chí cao cũng không phải là nhà riêng. Nơi kín đáo của chúa cao không phải là nơi là bất cứ nơi nào, mà cũng có thể là bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Chúa. Trong nhà thờ không có sự hiện diện của Chúa thì vẫn có thể không phải là nơi kín đáo của Chúa. Nơi kín đáo của đấng chí cao là chỗ mà có sự hiện diện của Ngài. Xuất hành đoạn 14 câu số 24 chúng ta cùng chung nhau đọc cùng thánh này. Và đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. Đức Giê-hô-va từ ở giữa trụ mây và trụ lửa nhìn xuống trại quân Ê-díp-tô và làm cho họ rối loạn. Chúng ta thấy mà sự hiện diện của Chúa ở trong trụ mây và trụ lửa. Khi sự hiện diện của Chúa đến, chúng ta sẽ cảm nhận được. Khi nào sự hiện diện của Chúa đến một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ cảm nhận được. Vì Chúa, khi Chúa hiện diện, thì
Ngài không bao giờ không làm một việc gì hết. Khi Ngài hiện diện, luôn luôn có một điều gì đó xảy ra. Nên khi Chúa hiện diện, sự hiện diện của Ngài dày đặc ở trong vòng mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện đó và sẽ giờ động được sự hiện diện của Chúa. Giống như thầy tế lễ trong thời kỳ ước, khi ông bước vào trong đền thờ là nơi chí thánh để thờ phượng, một năm được có một lần, và sự hiện diện của Chúa thể hiện khi nào ông sẽ chết ngay lập tức nếu như ông có tội, đến nỗi mà người ta phải buộc cái dây vào trong chân của ông để nếu lỡ đâu ông có chết thì người ta kéo ông ra, chứ vì không ai được phép bước vào trong nơi chí thánh, người nào bước vào sẽ chết ngay lập tức. Và đó là sự hiện diện của Chúa. Và sự hiện diện của Chúa ở tại nơi chí thánh nó còn như nào nữa? Khi sự dâng hương dày đặc nơi đó rồi thì bắt đầu ông sẽ nghe thấy tiếng của Đức Giê-hô-va và nói chuyện với ông, và mồm ông sẽ phát ra một loại ngôn ngữ tiếng lạ, và ông giao tiếp với Chúa bằng ngôn ngữ tiếng lạ đó. Nếu như sự hiện diện của Chúa đến và dày đặc thì chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ cảm nhận và chúng ta sẽ giao động được sự hiện diện đó. Cho nên sự thờ phượng nó phải là một cái của lễ có mùi hương thấu đến ngay của Chúa, đến nỗi mà vinh quang của Ngài không thể không đến ở trên người nó. Câu chuyện thứ hai tôi chia sẻ với ông bà chị em, đó là câu chuyện của Elise. Khi tiên tri Elise bị vây quanh bởi quân đội của Aram, thì đầy tớ của ông là Gehazi buổi sáng thức dậy nhìn thấy rất nhiều binh lính đang vây quanh, sợ hãi quá và về nói với thầy rằng: thầy ơi, rất nhiều người đang vây quanh núi của chúng ta. Kinh Thánh không mô tả đấy, người đầy tớ thì run rẩy như thế nào, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng rất là sợ hãi đó. Nhưng mà Elise thì nói như sau đối với đầy tớ của mình. Elise đáp rằng: chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Và sau đó Elise cầu nguyện xin Chúa mở mắt đầy tớ của mình, và Chúa đã mở mắt. Gehazi nhìn thấy xe ngựa lửa đầy dẫy vây quanh cái ngọn núi nơi họ đang sinh sống. Và Elise còn đi xa hơn, đó là cầu nguyện để Chúa khiến cho tất cả các quân lính nó đều mù mắt. Và họ mù mắt thật. Nên chúng ta, những người nào mà ở trong sự hiện diện của Chúa, thì dù cho đó là bệnh dịch, kẻ thù vô hình, virus là kẻ thù vô hình, chúng ta không nhìn thấy bằng mắt, hoặc là kẻ thù hữu hình chúng ta nhìn thấy bằng mắt, thì chúng ta đều đang thắng hết tất cả. Vì những người nào ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được sự bảo vệ, sẽ được sự gìn giữ từ nơi này. Amen. Khi Daniel bị quăng vào hang sư tử, những người mà muốn hãm hại ông ấy nghĩ rằng là ông chắc chắn sẽ chết khi bị quăng vào hang sư tử đó. Nhưng mà chúng ta sẽ xem Daniel nói gì. Đức Chúa Trời, tôi đã sai thiên sứ Ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi. Bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Chúng ta thấy không ạ? Nếu như mà bị quăng vào hang sư tử thì sao? Chỉ còn xương mà thôi. Người ta nuôi những con sư tử đói để mục đích là phạt những tội nhân. Daniel bị quăng xuống đó không phải vì ông có tội mà vì đức tin của ông. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Daniel đã được sự bảo vệ từ nơi Chúa. Chúa sai thiên sứ đến bịt miệng sư tử. Và lần khác Daniel cũng bị quăng vào lò lửa hực, nhưng mà Chúa đã hiện diện ở tại trong cái lò đấy và bảo vệ ông. Nên nơi kín đáo của Đấng Chí Cao là nơi nào có sự hiện diện của Ngài.
Tôi chia sẻ với ông bà anh chị em ấy, ông Kenneth Hagin, ông nói rằng từ ngày ông ấy nhận biết lẽ thật về sự chữa lành thì ông không phải dùng đến bất cứ viên thuốc nào, và cả hội thánh ông ấy cũng đều như vậy. Không phải họ trở thành cái người siêu nhân, nhưng mà sự sức giàu của Chúa ở tại hội thánh đó quá mạnh mẽ đến nỗi mà không bệnh tật nào tấn công được họ. Nên chúng ta những người ở trong sự hiện diện của Chúa, đấy là chúng ta đang ở trong nơi kín đáo của Đấng Christ. Cho chúng ta không phải chỉ nhóm lại để mà hoàn thành nghi lễ, chúng ta nhóm lại để gặp gỡ Chúa, nhóm lại để tìm sự hiện diện của Chúa. Đang giữa đêm khi Chúa đánh thức chúng ta dậy cầu nguyện thì sự hiện diện của Ngài sẽ đến. Đang giữa phố, đang đi đường, khi Thánh Linh của Chúa đến với chúng ta, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện hoặc ca hát ngợi khen Ngài, lúc đấy chúng ta làm theo thì sự hiện diện của Ngài sẽ đến, và sự đấy là nơi kín đáo của Đấng Christ. Chúng ta cần phải được ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao để được sự bảo vệ an toàn. Và tôi nói với ông bà anh chị em rằng đừng sống theo sự thật, dù cho nhiều con cái Chúa vẫn đang bị nhiễm Covid, nhưng chúng ta không sống theo sự thật đó mà chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời. Đừng nhìn vào sự thật mà mất niềm tin vào lời lời của Chúa. Hàng ngày hãy công bố Thi Thiên 91 cho mình. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy công bố như vậy. Dầu tôi đi trong chúng bóng chết, tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng với tôi. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta ra khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Công bố lời của Chúa hàng ngày, nói ra bằng ngôn miệng của chúng ta, nói ra bằng âm thanh nghe được, để chúng ta đang khai phóng điều đó ra để thiên sứ của Chúa có thể hành động dựa trên lời chúng ta khai phóng và công bố. Cảm ơn Chúa.